Hello, xin chào các bạn. Chào bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Anh Ba Phải. Và ngày hôm nay để thể theo yêu cầu của một bạn nữ, phải nói cực kỳ xinh luôn nha các bạn. Hey, anh Phú thấy gái xinh cái là ông có mua tiền trước không à? Dạ, tao nghe chửi gái xinh là tao cũng khoái rồi đó. Thấy chưa, đặng cũng khoái rồi đó chị anh. Ủa, cái comment nó nói gì anh Phú? À, cái comment đó là bạn nữ đó yêu cầu mấy anh em mình là reaction lại cái video triệu view. À, em biết video nào triệu view rồi. Dạ, nói mọi người nghe nè. Ủa, mà video nào cũng triệu view mà ta. Vậy tôi nói chi vậy? Và đó chính là cái video đạt view cao nhất trong tất cả video của mấy anh em mình, đó chính là video nào biết nó nói. Trời ơi, anh Phú nói đi Phú ơi. Lâu lắm mà không có nhớ Phú ơi. Nhiều video lắm mà anh Phú đâu nhớ hết đâu. Tính ra mấy đứa không có theo dõi kênh mình luôn. Coi chừng những video đầu tiên luôn á. Đúng, chính xác là những video đầu tiên, nhưng mà video nào nhớ không? Video. Ai nhớ không? Tôi đi. Video. Ai nhớ có thưởng. Một. Video. Hai. Em biết nè. Rồi, biết bà nói đi. Em mới vô sao em biết được. Trời ơi, nói gì hả? Đại chiến bịt mắt bắt dê. cái gì mà bịt mắt bắt dê đâu đây thay. Đại chiến sân cỏ. Đúng rồi, nhưng mà phần mấy? Bị gì không? Đại chiến sân cỏ phần 3. Phần 3. Một video phải nói là cực kỳ có đầu tư luôn đúng không? Đúng rồi. Phải nói là rất là đầu tư nha các bạn. Coi một cái video đơn giản nhưng mà mấy anh em phải nói bỏ đầu tư công sức nè, mồ hôi, xô nước mắt luôn. Xô luôn cái bụng luôn, hỏi sao xô vậy? Biết sao không? Đói. Ừ, đó quá xô bụng thế sao? Diễn quá trời diễn luôn, đó bụng nha các bạn. Ngay bây giờ mấy anh em mình không để các bạn chờ lâu nữa. Mấy anh em mình reaction lại đi video đó ha. Rồi. Được không? À, trước khi vào video thì cho anh hỏi cái mấy đứa có nhớ lại một cái thời chạy trâu của mấy đứa không? Em nó hồi đó anh chạy trâu lắm. Nhìn chạy trâu lắm đúng không? Anh coi lại em mắc cười. Coi lại mắc cười. Hồi đó nhớ ngực nó hay ở sân cỏ hay. Em còn nhớ đó, hồi đó ngực mặc cái quần thể dục gì đó. Tụi gì mà giá tùm lum luôn đó. Ê, bữa đó hình như nó không có mặc cái quần đó để nó đóng cái bộ phim đó. Có một anh Phú ơi, có mà máy hả? Có một phần đúng không? Đúng rồi. Nó chở cân đúng không? Cái đó là phần 1. Thôi bây giờ mình bắt đầu. Yo. Bây giờ mình bắt đầu xem phần 3 nha các bạn. Bắt đầu. Let's go. Bắt đầu chúng ta cùng xem đâu? Phim. Kêu đại ca của tụi bay ra đây nói chuyện với tao. Ê, mới vô là thấy scandal rồi đúng không? Dạ, nói nghe nè. Từng thấy lúc đó từng thấy chơi dơ không? Không, lúc đó em chơi dơ với lại anh chị chồng. Ghê, tính ra mạnh nhã căng ha. Đúng rồi. Mà nhã anh hỏi nè nhã. Nhìn Phúc. Mà sao lúc đó anh đâu có cái kêu cưng diễn cái cảnh phun nữa đâu mà sao cưng phun cái phèo quá vậy? Tại lúc đó phun cho dễ nói anh ơi. Cái gì vậy? Nó phun dưới chân em luôn anh Phúc. Đó, kể lại vấn đề mà bữa đó là mấy đêm mình quay cái tình trạng như vậy mà lúc đó anh không để ý luôn đó. Ý luôn hả? Cắn đang chịu đựng luôn. À, cắn đang chịu đựng chứ biết sao vậy? Nhắm mắt nhìn trời. Tiếp tục nha. Tập trung nè. Bây là cái thái gì mà nói chuyện với đại ca tao? Kẹt. Bạn biết kêu tính nào mà báo không? Không biết nha. Mà gọi cái đại không biết nha. Bắt đầu coi lại cái thằng Nguyên này. Đây, tập trung nè. Đấy gì thật? Quát, dần xíu. Một thời, hồi đó đen lắm, giờ trắng lên. Hồi đó đen dữ dằn lắm. Em mà cái này nè anh Phúc. Sao? Hồi đó thật bận cái bộ đồ của anh ảnh là vậy. Bộ đồ nó... Thế nó phùng hình đúng không? Đúng rồi, nó rộng. Y chang như cái xà rong luôn mà. Trời ơi, mà còn cái khúc này nè. Nói thật tình với các bạn nha, khúc này là thật ghẻ, nói mình kêu thật ghẻ ngồi dưới đất thì không chịu, nó kêu chẹo cây nó mới hấp dẫn, kịch tính. Nó nhảy lên đọt cây nó ngồi luôn các bạn. Bỏ tay. Tiếp đi Phúc, quá hay rồi. Bắt đầu vô khúc này mới hay nữa nè. Cái gì? Thật ghẻ rồi mà, mất tin tức. Không thể nào mà kèm được cái cảnh này. Không, giờ chơi này đi. Chơi gì? Chơi nhịn cười đi, ai cười cười nó thua đi. Không chơi. Chơi không được đâu. Nào, đứa này giống giờ không? Em rồi. Chơi ha, rồi bắt đầu im lặng nha. Không, em chơi, em không chơi. Đặng kiểu như biết mình không thể nào thắng trong cái vụ mà cười này. Đúng rồi. Chưa khúc này nè, anh mở lên là đứa nào cười đó thôi nha. Ok. Mà nhìn mặt Hoàng cho mày ngáo quá ha. Không, chạy trâu. Ồ trời, mặt căng vậy chứ bộ.
thật người ta ngồi trên cây ổng cũng mày đặt ổng bay đến cây ổng nằm lúc đó em đặt trên cây nó lắc té rồi thấy nó lắc lắc đúng không? Đúng rồi. Tiếp tục nè. Làm đâu mà vậy chứ tụi bay cũng nghe không? Chuyện gì nó lẹ đi ba. Trời ơi, mặt nhả non đấy ghê à. À, giờ anh con mặt em nha, với mặt hồi đó mặt nào đẹp trai hơn? Không, bây giờ đẹp trai hơn. Đúng đỏ mà. Hơn xíu. Cái điều ngáo quá. Ngáo, bệnh ngáo. Trời ơi. Chính xác, bệnh ngáo đúng không? Tiếp tục nè. Người ít thôi, em không biết. Tao biết. Đó, đi nào, đi nào, cười đi. Ôi. Ê. Coi coi cái mỏ có sức không? Vẫn còn. À, cái mỏ lúc đó giống như bị té đúng không? Cũng bị sức đúng không? Đúng rồi. Không, chạy xe cả sức được. Cái lúc đó là hình như mới té nè. Anh xoài nhiều quá. Anh xoài nhiều quá hả? Tiếp tục. Cái mỏ đó hơi chè nhanh phú. Con cá chè rồi. Tiếp tục nè. Cái gì vậy đó? Mày đang nói chuyện đại ca của mình phải không? Đúng rồi đó, tao đang định nói chuyện của đại ca. Đại ca sao mày? Tụi tao không biết thiệt đúng không? Chứ mày có nói đâu mà tụi tao biết. Thôi không dài dòng nữa, nếu tụi bay chưa biết thì tao nói cho tụi bay biết luôn. Đại ca của tụi mình đi du học rồi, tụi bay chưa tin đó chưa? Được chưa? Chưa ai cười nha. Mày nghe tin đó đâu hả? Nó nói mà mày tin được hả? Mày không tin mày nói thằng Đẳng đi rồi biết đúng không hả? Thật là đúng rồi đó. Đại ca đi du học ở đâu? Nó đi qua Mỹ du học rồi. Đi Mỹ nhưng mà Mỹ Tho ở Tiền Giang á. Đó, câu gì hay nè. Không, cái câu đó là đi vào lòng đất luôn. Chứ anh đi Mỹ. Vậy sao cái gương mặt của thằng ghẻ nó lúc đó rất là tỉnh nha. Mà mấy kia thấy căng đúng không? Đúng rồi. Mình thằng ghẻ phán câu cái thằng nào đó. Nó thật tình với các bạn nha. Lúc đó là nguyên một cái hậu trường phía sau là ngồi bật cười mà ghẻ nó ngồi kẹp không cười để kết thúc cái cảnh đó các bạn. Rất là hay. Diễn xuất rất là giỏi luôn. Tiếp tục nha. Ok. Tại sao đại ca đi mà đại ca không nói cho tao biết tụi bay? Chứ tao có hơn gì mày đâu mà. Tao cũng có biết gì đâu. Mày đại ca đi rồi chắc xương cỏ mà mãi được rồi. Thằng tính bò luôn quá. Hôm nay cắt đâu quá. Tụi mình phải tìm cách nhìn lại chứ không cho qua dễ dàng gì được đâu. Mày thì mạnh miệng lắm. Mày coi đội của mình nè, chỉ có 4 thằng à. Mà đại ca nó đi rồi, giờ làm ăn gì được nữa. Vậy là xương cỏ mất rồi hả tụi bay? Phải tìm cách nào để lấy lại xương cỏ chứ. Chứ đâu để tổ chức bò chiếm mãi được. Phải chi có đại ca đây nha tụi bay. Ôi trời. Đại ca đây nè. Khoan. Cái khúc này mấy đứa nhìn kỹ đi. Mặt nhà ngáo kiểu như lẹ lẹ đi bơi. Qua khúc này chứ tao ngồi tao vút cầm hồi chắc. Cầm tao trắng luôn quá. Không có cầm lông mà vút như thế. Bỏ tay. Không, dịch sốt đạt đó, nó cực kỳ hay đó. Tiếp tục nha. Vô. Ủa bằng quà này đang trên cây sao bay xuống đó quà. Ủa nhanh quà. Tóc biến. Sử dụng tóc biến em. Tóc biến nhớ tóc biến. Rồi bỏ tay luôn, đang nằm trên cây đúng không? Như vậy đó ngồi chơi. Bỏ tay. Không có đâu Phú ơi. Sao vậy? Tại lúc đó em đang nằm phải không? Bằng thật ở trên á, lấy cái chân nó đung đưa quết vô đầu em cái em mới xuống á. Thì ra là lý do đổi vị trí đó các bạn. Tiếp tục nha. Vút quậy. Vút lại bởi gây anh nói cái cảnh đó. Tụi bay đi theo tao. Trời ơi ghê. Quá đỉnh. Khét đây. Khét. Ê, quan, có cần mấy đứa có thấy gì không? Tôi lại, đúng rồi, nhìn kỹ mấy đứa nhìn kỹ nha. Diễn Phú. Đó, quan, đây nè, đó. Đôi dép tổ ong Huyền Thoại. Một đôi dép tổ ong phải nói là cực kỳ gắn kết với thằng ghẻ luôn nha các bạn. Sao mà lúc đó cứ còn cái đôi dép tổ ong hay hả? Anh nhớ là nó bị lạc rồi mà. Không Phú ơi, lúc đó tại vì nó chưa có mất thôi. À, về sau này đi sinh tồn quá nhiều mất đúng không? Đúng rồi. Mỗi lần đi sinh tồn là mỗi lần mất đôi dép, mất cái dép, mất cái quần. Không mất cái quần cũng mất cái áo rồi Phú ơi. Không hiểu nổi. Bắt đầu tiếp nè. Đây. Ghê vậy. Phút này căng này nha. Đúng đi ăn cháo. Không nhớ cái xài trước mặt luôn anh Phúc. Có cái xài trước mặt luôn. Có cái xài trước mặt luôn. Có cái xài trước mặt luôn. Bởi cái cảnh đó lúc mấy em mình nhịn người ta ra, người ta coi mấy đứa làm gì đó nhớ không? Đúng rồi, quá trời người nhìn luôn. Ừ. Cái đông gì đen đen cái chân quạt à. Đâu. Anh không nói cái gì cả.
anh không nói đến cái chuyện đó mà nói cái chuyện mà mấy này giống nó diện nó y chang như đi ăn trộm. Ngoài luôn, ai đi trước kìa, nhã không? Nhã cho ai? Rồi, nhã hai trước chứ đâu. Rồi, tiếp tục nha. Vô. Ngon quá, gào hát đi bay tao canh cho. 300. Ê tụi bay thấy gì không? Thì miếng nó đang đá banh đó, thì sân của nó mà. Đây, hình như tụi nó có 3 đứa rồi tụi bay. 3 đứa à, nhỏ con rồi. Đây bây giờ tụi mình ra lấy lại sân rồi tụi bay. Tụi bay thấy sao? Tụi mình đã trấn áp tụi nó là tụi mình lấy được lại sân rồi. Mày không có đại ca mày nhắm lấy được không? Tụi nó có 3 đứa à, mày sợ gì? Chơi nó luôn đi nhã, liều một phen. Tụi bay chắc chưa? Không lẽ mình để nó cởi cổ đè mình hoài hay sao? Cởi cổ luôn, cởi cổ. Khoan, lúc này nè, cái lời thoại đó là không có nói luôn á, tự động luôn. Mà sao mà nghĩ ra thì cái lời thoại hay đè đầu cửa cổ mà ổng nói là cửa cổ mất từ đè đầu rồi. Người ta là đè đầu cửa cổ, tự như là đang đói quá. Ông nói đói quá, nuốt chữ hiểu không? Nuốt chữ. Nuốt chữ cho no. Nuốt chữ cho no đi. Lúc đó đang đói một phút bụng kêu ọt ọt rồi. Nuốt chữ hết rồi. Mày nói đi đâu. Lúc đó là mấy anh em mình quay trong cái quá trình đó là không có ngừng nghỉ luôn nha các bạn. Quay một video này là phải mất một ngày trời mà trong cái đó không nghỉ trưa luôn. Mấy anh em cố gắng kết thúc cái video. Tiếp tục nha. Ok. Con chân chơi với nó, đi theo tao. Rồi, lúc này căng rồi. Tới ông chuyện này. Rồi, anh đắng rồi, anh đắng kìa. Rồi, dữ lắm. Nè, khúc này anh đắng gà gồng, cái nó chạy. Ê, tụi bay, băng một coi tới rồi tụi bay. Tụi bay làm gì vậy? Lấy banh chứ làm gì mày? Mày hỏi lãng. Quá rồi, 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 lúc này banh của nó tự nhiên mày lại bị giật giật chia. Coi nè, ờ đúng rồi. Người ta đang đá banh cũng đã là giật banh cho nó. Thầy thấy vô duyên không? Ờ, banh của người ta cái đó là cưng bay rồi. Chắc là kẻ nó nhỏ là em bị banh cho em, thôi em. Sao? Tại giật banh vậy nó mới nhỏ con á. Nó là dùng banh tao tí để tao thầu ngu, để tao thầu ngu. Nó là nhỏ gì gì đó luôn. Không phải, nó là nó nói xanh của mấy đứa kia mới lại nó liều với sao có đặng kế bên mà. Lấy banh luôn. Có anh đặng bảo kê không? Ừ, có đặng bảo kê rồi đâu có sợ nữa. Tiếp tục nha. Tụi bay làm gì vậy? Lấy banh chứ làm gì mày? Mày hỏi lãng. Này, tính là lúc đó nhập tâm quá ha. Nhập tâm ghê rồi. Gặp anh không dám nói câu đó đâu, nó quét cho mỏ anh á. Giờ tao thấy ghê đi chứ. Rồi, tiếp tục nè. Tụi tao nói thẳng, tụi tao lấy lại cái sân này luôn rồi đó. Đó, biết sao biết tay sao không? Có đặng bảo có kê. Có đặng bảo kê. Trời ơi, lúc đó thằng kẹ kêu, chơi hay không? Đặng bảo kê. Không. Tụi bay là cái thái gì mà dám lấy cái sân này? Tao nhớ vô hẩm, tụi bay bị mấy tao dí chạy xuất vườn. Nay còn dám quay lại tìm tụi tao nữa hả? Vô hẩm là tụi bay ỉ đâu bị hiếp yếu. Còn hôm nay là tình thế khác rồi đấy nha. Giờ tụi bay biến để lại sân cho tao được chưa? Yeah. Cái lỗ mũi nở rồi kìa. Để nó mới đứng nghe nè. Nhỏ nhất tim. Nhỏ nhất tim luôn. Mà lúc đó là hộ báo còn nhất tim luôn. Anh đứng ngoài anh quay mà anh cứ sợ bên kia nó có gì nó thui một cái chắc không ai cứu nổi. Máu là mày nè. Gì vậy? Trời ơi, có gì đâu căng mà nắm máu thành như em. Trời ơi, trời. Để sợ đại ca đi nữa. Đúng rồi, sợ đại ca đi nữa. Đây, khúc này nè, tiếp tục nè. Chưa. Tụi nó ý đồng kìa mày. Tụi bay dừng tay lại. Tụi em thấy gì rồi? Tôi lại. Nè, nhìn kỹ nha. Nè, nhìn kỹ đồ con. Đỏ. Tôi chạy cô thật. Ê, hình như cái quần này nó mới cái quần của cưng. Bởi cưng không có cái quần của mặt, nó cái quần này nó mặc đúng không? Cái lỗ nó nhỏ quá, lỗ em bự lắm. What the hell? Cái quần rách lộ luôn trời. Kinh điển thiệt. Đó, ở qua đạn cắt quéo này ai thấy tôi lại nhìn cái góc này nè. Hai hàng cuối nha. Quần này.
Ê, không có đâu, giỡn hoài. Giống đó. Giống đồi bóng thiếu Lâm Từ không? Đúng rồi. Có coi cái bộ phim đồi bóng thiếu Lâm Từ không? Có thằng đóng thùng như vậy đó. Nó làm gì đâu? Không, mình nhét sao quần này. Không, đồi bóng thiếu Lâm Từ nó cũng là vậy đó. Cái đó là mang phong cách Pixie Boy. Pixie the Boy. Mấy gì hết. Không khéo nó nhét luôn cái bọ lết trong quần mà mấy đứa không để. Mấy đứa chưa để kỹ đó. Phải chừng nhét hàng vô không á. Không mà từ từ nha. Khung mình bên mình mới gây cấn rồi nè. Ờ, mình bắt đầu sơ rồi ha. Gì thật, nghe xong miệng quá rồi. Sao lúc đó cứ không căng lên chút nữa cho anh coi thật. Rồi giờ tụi bay muốn lấy ra xong nữa hay không? Tụi nó làm gì tụi bay vậy? Tụi nó định giành lại cái sân này đó đại ca. Tụi nó thấy tụi em ít người quá nên muốn chiếm lại cái sân này đó đại ca. Tụi nó định lấy lại cái sân gì tụi bay? Tụi bay câm miệng lại, sửa cái vậy? Mấy đứa tập trung coi hoài vậy lại nè. 1, 2, giờ bố mấy anh là bên kia đi. 1, 2 ba. Tụi quay cắm miệng lại. Còn câu nữa. Câu gì ta? Sổ cái gì? Sửa ít thôi. Quay sổ cái gì? Đó, đồng ý. Không, anh thua. Bây giờ tính ra chuyện thôi đó. Con giờ xưa mặt căng không? Cũng căng như với đàn. Không, đồng thua. Bây giờ hai cái giọng nó khác xa luôn á. Tại đó em mạnh miệng cho nó sợ thôi. Tưởng đâu nó lỗi luôn. Chị chưa biết đó, lúc đó là đang đóng phim mà đúng không? Đúng rồi. Chứ ở ngoài đâu dám nói. Mình phải mạnh miệng lên luôn. Ừ. Giờ tiếp theo nè. Trời nó đông quá nhà ơi. Sao nó đông? Sợ. Kế bên ta mà sợ gì thật. Ừ. Mạnh miệng. Biết sao lúc đó đại ca vắng mặt mới yếu đuối đúng không? Có đại ca là khác rồi. Tăng thêm 1.000 sức mạnh. Vô. Sao tụi bay muốn giành sân hay gì? Vậy giờ nó làm gì đại ca? Chơi với đại ca cho bỏ cái thật bố láo. Mày để cái định mày làm gì phải gấp. Chưa coi. Đại ca của tụi bay đâu? Kêu đại ca của tụi bay ra đây nói chuyện với tao. Chú Lê, lúc đó thấy cái chặt ướt đúng không? Ghẻ mặt ở đó nhìn không? Quỷ này, nghĩ là ghẻ này. Quỷ này xong lúc đó mày phun kỳ với mày. Cái chặt này dưới chị. Chúng bà không được. Lúc đó sao cái chặt lạnh không? Hả? Chú nói chặt lạnh không? Nóng quá. Nóng à? Đứng ngoài nắng mà đúng không? Tiếp tục nha. Tụi bay là cái thái gì mà nói chuyện với đại ca tao? Mày bình tĩnh. Tụi bay để tao xử. Tụi bay không cần nói tao cũng biết. Đại ca tụi bay đi du học rồi đúng không? Em nghe mấy đứa bạn nó nói. Nó đi du học bên Mỹ rồi anh. Nó đi du học bên Mỹ thôi thì có. Chứ làm gì mà được đi qua Mỹ. Rồi sao tụi bay muốn gì? Nói ra hẳn đi. Tao cũng không có muốn nói chuyện với tụi bay. Tụi bay là cốc ké, không có tiếng nói. Rồi tao muốn lấy lại cái sân này đó. Dễ lắm. Tụi bay muốn lấy lại cái sân này đúng không? Thì thắng bọn đàn em của tụi tao đi. Rồi hãy nói. Chắc tao sợ. Trời ơi. Làm lại coi đây. Làm lại đây nha. 1, 2, 3, mặt tỉnh đó nha. 1, 2, không cười nha. Tán cái cho tỉnh đi. Rồi, mà tán nhiều tán banh gì. 1, 2, 3. Chắc tao sợ. Không bằng. Thời đó chạy châu. Ừ, bây giờ hết chạy châu nha. Hết rồi. Còn chút đỉnh. Tiếp tục nè. Được tụi bay. Hòa khoan. Bên tao có 4 người à mày. Ê, tính ra vẫn còn quả lúc này lúc còn vẫn, còn vẫn còn tỉnh táo ha. Không phải nóng quá mất hồn. Tính ra bên mình có 4 người mà bên kia tới 6 người. Chưa vô hết luôn. Chưa hết. Đâu làm lại đó đúng không? 4 người sao làm lại bên kia? Khôn đó. Ok, tao sẽ không đá. Tao sẽ để đàn em của tao đá với mày. À, tao thấy cảnh này quen quen nha. Bay ra đá. Nó nói nó không đá mà họ đi như nó đá. Ừ, đúng rồi. Một chút được coi nè. Chút được coi, phút này mới mất cười nè. Đá với nó, cho công bằng. Vào vị trí. Sao bên mày 5 người như vậy? Đúng rồi đó, sao bên mày đông như vậy? Tao sắp vậy đó. Tụi bay có muốn chơi hay không? Không chơi thì biết. Ồ, cái kiểu này là ỷ đông phía biểu rồi. Quay muốn chơi không? Chơi biết. Đó, đúng rồi đó. Đúng rồi, em có thắc mắc nghe. Nói. Mà nãy em thấy Đặng nó đứng chung với ba quan này. Tại sao nó giờ xuống dưới khung thành thì nào không hay luôn á luôn. À, tôi lại coi phải không cái Đặng. Cái này là đúng. À, trời. Cái gì vậy hả?
anh em đúng rồi này. Hẹn chơi mấy anh em sợ mấy anh em làm tí. Trời ơi, giờ nhìn kỹ nó mới thấy, ủa sao kia thằng nào mà ngồi sau xe cái chỗ đó mà ngồi nhìn nhìn. Đưa cái tay nhìn về nữa nè. Nhìn nó hạt nhìn nhãi. Bình to con nhít nhó mà mình bỏ. Nhìn nhãi qua con này, nhìn cái miệng nó nhả hơi kỳ kỳ ha. Tiếp tục nè. Con này đông như vậy. Nó sắp vậy đó, tụi bay có muốn chơi hay không? Không chơi thì biết. Đồ đó ý đông quá, giờ sao tụi bay chơi? Đắng vậy. Chơi luôn. Em làm gì với nó không nhìn quay đã. Ok, tao không biết. Rồi, rồi, tới em thể hiện rồi. Trời ơi, chưa. Ê, quay, mà cho hết thuốc này. Ôi trời, làm lại. Đồ đó ý đông đó, giờ sao tụi bay chơi? Chơi luôn, để bên tao cân bố. Ok, tao đồng ý. Ý kiến của Đặng không bao giờ hất chuyện nha các bạn. Hay. Ê, cái chiều đó ai dạy cưng hả? Em tự sáng chế đánh vô. Trời ơi, hèn chi không để lọt lưới thế nào mà vô bông, vô trong lưới nhặt bóng rất là nhiều luôn. Tin đâu. Ôi trời. Dễ ngầu với nghĩa. Người ta bình thường người ta khoanh tay đâu phải vậy mới đúng. Cái kiểu như là khoanh tay bị phạt cái gì nè. Anh Phúc, người ta là như vậy. Ừ. Biết sao không? Lúc đó biết sao không? Cũng kiểu quá như, mấy ngày làm lâu quá ngứa nách chết luôn nè. Nè nè đi. Cái đó là cái nó đang ngầu trong cái đang rung luôn đó. Kiểu như đang ngầu quá mà sao hiểu không, rung quá vậy nè. Bình thường lạnh á, lạnh là rung vậy. Còn người ta ngầu người ta đưa ứng ngược ra. Nó thật. tóp hình lại họ kè đi, nói chung là cũng thể hiện được tinh thần đồng đội. Ừ. Tốt, tiếp tục. Trời ơi, đây nữa. Không, cái điệu ngược nè. À được, nhưng mà có điệu của cổ sao rụt chưa á. Để làm lại. Thôi cái quà này, trời ơi. Không ngờ nữa trời, lúc đó không để. Thua rồi. À, xin nhân. Siêu gì? Siêu nhân miếng hình đó. Gào, siêu nhân gào. Siêu nhân bí ngân. Siêu nhân đỏ. À, phép thuật win. Em chưa biết đó. Mặt đang lên biến hình mà biến không được. Win. À, chà tít. Tiếp tục. Mọi tay thả thôi em. Chết à. Sợ lắm. Bên kia cũng giữ nha. Chết à. Nó khét đây. Nó banh, nó mang dép luôn đi. Tại sức mong. Sức mong. Và tôi sẽ là trọng tài của trận đấu. Trọng tài chơi này kỳ nè. Trọng tài chơi gì đó mà thấy lỗi không bắt vậy đó. Bây giờ sao giờ trọng tài phải công bằng chứ. Trọng tài đâu có thiên vị như đợt Việt Nam đá với... Nào ta? Đợt vừa rồi đó, Việt Nam đá với... Thái Lan. Trọng tài đó là trọng tài đồ bỏ. Còn trọng tài này là rất xuất sắc. Bên đúng nào ra bên đó đồng hàng. Mặc dù anh phe tụi cưng đúng không? Đúng rồi anh luôn. Đúng không? Đúng. Bên nào đông thì bỏ qua. Đúng rồi, đông quá. Lỡ mà anh Giang nó ấy mình sao? Tiếp tục nha. Tiếp đi Phúc. Quyết định sân cỏ ngày hôm nay nha các bạn. Ủa, mình xin tự giới thiệu mình là cameraman nha các bạn. Ê kệ cưng làm gì lúc đó. Đây khoảng đây cái này thôi. Tôi lại cái. Đây chắc bị kiến cắt. Tôi sẽ là trọng tài của trận đấu quyết định sân cỏ ngày hôm nay nha. Đây nè. Anh hỏi nè. Cưng đang bạch lá tìm sâu à? Hả? Đang ngồi nói chuyện ý kiến anh Phúc. Trời đất ơi. Ở trên này nó kịch tính, ông cúi xuống không biết ông đang đếm cỏ gì dưới. Đếm dần hạt cát. Mà em nói nó hộ vệ mà sao đứng như đó anh Phúc? Lúc đầu nó đứng dưới vậy nè. Lúc sau đứng dưới vậy nè. Nhậu lắm không? Lúc trên đứng ba thằng luôn. Không mà cưng thấy gì đó à? Hả? Thấy gì vậy? Lúc đó cưng đang làm gì đó thì họ nói mọi người nghe. Mình phải... Đang nhập cát anh Phúc ơi. Người ta đang nấu anh kịch tính lắm mà dịch nghịch cát. Rồi đi dọc cát anh hai. Con quà lắm. Quà hả? À quà kiểu như thấy, ê đứa nào rớt tiền rồi mày. Kiểu vậy đó. Nhìn đáng như vậy đang té luôn rồi. Còn nhã nhìn gì chứ mấy người. Còn nhã như kiểu nó bị tàu tháo ruột cái gì đó. Đang ngồi gồng đúng không? Các bạn. Mình xin tự giới thiệu mình là cameraman nha các bạn. Thôi nói dài dòng quá mất công hai đô nó quýnh á. Thôi bây giờ mời đội trưởng của hai đô qua đây. Wow, hai đội trưởng có vẻ kênh nhau quá ta. Ê, nhả, cái đó bài nha. Cái đó là hồng ý nha. Người ta lại bắt tay đồ chào hỏi đồng hành. Sky đồn dày anh đi. Mới nhỏ vô quýnh cái bóp cái nhỏ sao quá, xanh mạch. Sau nó cười ta. Tại mẹ nó chơi trang. Mấy em không đỡ nón mà nó chơi đỡ nón kìa, nó thấy vậy. À, kiểu như nắng à. Sao? Nhả nó, cái mỏ nó kì kì mà. Nó cười. Nó cười tươi. Người ta đá banh
anh vui vẻ, anh ta bắt tay lên xong bắt tay anh em đó nhường nhau đồ này. Hay là lúc đó trong tay đang kìm nén cảm xúc chứ không là thổi phạt tương là thua luôn. Vậy đó là ra sân đó. Phát một rồi ra sân. Ê, cái đó là chơi dành cho chiêu trò rồi đó nha. Không được nha. Có lần sau là mạnh hơn xíu. Tiếp tục. Này đá mạnh chứ mày có lộn nhà hàng này. Trận đấu của chúng ta sẽ diễn ra trong vòng 10 phút. Tôi đề nghị các bên phải chơi đẹp với nhau được chưa? What? Thôi rồi, bỏ. Bỏ. Xả đi khúc này. Cái gì vậy? Bỏ rồi anh hai à. Mày đừng có chặt khúc tôi nha. Anh Phúc phải xin lỗi lại. Hả? Cái khúc này phải xin lỗi lại mới được. Anh biết em. Rồi, tiếp tục. Tôi nói gãi gì vậy? Tôi sẽ cho anh. Không hỏi sâu, không hỏi sâu. Chơi. Chưa ra chuẩn bị đá banh mà hai ông thằng làm gì hả? Còn nói. Không, coi đây, coi. Nghe nè. Phan, khúc này là hai đứa chơi thầy đá đúng không? Đá gà đúng rồi. Nó ngủ em lại đây nghịch cái gì anh Phúc? Rồi, con nặng làm gì? Gì? Trời đất ơi, ở đâu anh hai? Đây. Em đi luôn. Trời đất ơi. Trời ơi trời, vô sân rồi mấy đứa thiệt chứ không biết nói sao luôn. Cô vô sân trước khi đó anh cũng phải trên em đồ đi. Xả lũ quá, xả lũ quá. Đúng rồi. Ok, được rồi. Cái này không tay. Đúng rồi, chúng ta chuẩn bị. Bắt đầu. Here we go. Rồi chờ chắc chưa. Kẹt kẹt đó. Đó, ô. Ê, chúng ta nhà anh đi banh giỏi ha. Ở dòng kia, có lại lên. Có lại lên. Xả nữa. Rồi, here we go. Nè, con nhả đá banh còn thật kìa. Không. Cái kiểu này giống như thằng ghẹ kêu. Một mình nhả cân tất, tụi bay khỏi đá. Nhả nhả cân 4 mà anh Phúc. Ờ đúng rồi, lúc đầu nhả nó cân 4 mà. Đúng không? Cân thiệt. Cân được không? Được. Chúng ta cùng xem tiếp để biết cân được hay không nha các bạn. Ghê. Nhả đi banh giỏi đúng không? Anh nhả rồi. Trời mới khen. Chút trời ơi. Chút. Không phải sức gì hết trời. Bắn xa nè. Trời ơi. Nghĩ sao vậy? Tôi nghĩ sao banh người ta thấy mình chơi kinh tế làm cái ọc cái gì? Kiểu như đẳng cái này cũng chơi chiêu thật cái sáu nha. Chơi thảy banh sửa lưng nha. Không anh Phú ơi, cái này thật đang đánh lừa. Cho kia lại giành banh chứ. Đó đó. Chạy lên. À, đánh lừa cái kiểu vậy luôn hả? Đo từ cái sân dài hay không á. Rồi coi tiếp. Thêm có nhà cân. Đó. Cái gì đây? Trời ơi. Chụp cái banh té nha, anh dài rồi đó không được nha. Tiếp rồi, một mình nhả đá cân 4 các bạn. Trận đấu có vẻ rất là kịch tính các bạn. Quang Thương đừng nhảy nhớ cò nè, Quang Thương ơi. Kìa, xuống chung banh. Nó nghe nè, bên kia lúc đó là phải nói lực lượng quá đông mạnh đúng không? Anh em nuôi gì vậy? Nuôi gì anh Phúc? Chạy không? Không phải đâu, mấy đứa biết sao không? Hôm qua lúc này kiểu như là thằng này sao tự nhiên nó mặc cái bộ đồ giống mình hết. Ghét lắm rồi đó nha. Ghét lắm rồi đó, bắt đầu bắt đà chạy rồi thấy cái kiểu dí theo ha. Quýt giành lấy bộ đồ cho mày giành cái banh, hiểu không? Xuống chung banh đi Quang Thương, đừng nhảy nhớ cò nữa cưng. Wow. Quá tuyệt vời, quá xuất sắc. Nhà áo đang qua người. Vâng, qua được cầu thủ thứ nhất, qua được cầu thủ thứ hai. Có qua được cầu thủ thứ ba không? Không qua được. Trời ơi, căng như nhà. Mất banh rồi. Trời. Lầm áo. Thôi luôn. Pha đó em cố ý thôi. Cố ý để cho đội đó bắt banh rồi em dí theo em lấy lại. Cái vậy luôn. Cái đội đó là đẳng cấp của chơi banh. Cái đó gọi là đánh lừa thị giác nó đó Phu. Gì đâu lăn mấy vòng dữ vậy em. Mình phải diễn tả vậy cho trọng tài lại phạt rồi anh mệt chứ Phu. Ê, tính ra lúc đó anh trọng tài mắt anh tin lắm nha. Cái đó gọi là kỹ xảo. Kỹ xảo. Cái là bóp gì có đồng đội này. Có vẻ hòa thượng của chúng ta hơi nhây nha các anh. Rồi xong, xong luôn đi. Đúng hôm nay giờ phân tích đúng không mấy đứa? Không rồi. Đúng tiểu xảo luôn chứ ai làm gì luôn. Không, khoa đó anh Phu phạt nó, đáng lẽ anh Phu phải phạt nó mới đúng á. Nó đá vô chân em rõ ràng. Anh nói cứ nghe nè. Chế banh nó lăn, cưng bắp chế banh cưng té, cưng đổ thừa, ngáo tím. Thằng ngáo tím nó lại nó đá cho chị em mình luôn. Có không? Coi lại. Rồi đó, anh không coi kỹ à. Coi kỹ lại hả? Coi kỹ lại cái nữa cái này. Em có mất banh rồi. Đó. Em không biết nữa. Có vẻ hòa thượng của chúng ta hơi dây nha các anh. Có, đúng rồi. Đúng. Nó không, hòa thượng nó đúng. Mà cho em nói cái này đây. Nói gì? Lần đầu tiên em thấy thằng đá banh mà nó bị đau chân mà nó còn cười được nữa. Chỉ có mình bạch không mới làm được thôi. Không, cười trong nỗi đau, cưng hiểu không? Im đi, tao cứ gọi mày đó. Khoan từ từ đi, tới lượt em. Một chút tới lượt em. Em đừng nói người ta, một chút tới lượt em nè.
Thà đó em chỉ cố ý làm vậy cho em phạt bên đó thôi, tại anh không thấy anh cũng phạt thôi chứ. Mình chơi vậy đâu phải play, mình đồng đội của mình mà, hiểu không? Biết anh, mặc dù anh biết anh team của mình nhưng mà anh không thể nào anh bên cưng được. Bên cưng là bắt đầu người ta nói ờ. Đúng. Đúng không nhỉ? Tại bên bản đồng đội cho nên cũng anh mình. Đồng đội tốt lắm, em bị thương đồng đội không lại luôn. Làm luôn đi. Sao? Anh đi. Không gì bóng. À không này anh già đúng không? Sao? Không được, không được rồi. Không? Anh lúc này hình như có nghe nhạc ngoài chữ. Mày đứng dây lè đi. Mà có chữ thêm câu nữa đúng không? Đúng không? Lái đi mà. Nhưng mới luôn. Rồi tiếp tục nè. Đi đúng không? Không. Nghe tôi cho thẻ đỏ ra khỏi sân đó. Rồi thấy chưa? Chơi công bằng thấy không? Công bằng. Rồi xong coi đi, coi nghe lại đi. Chuẩn bị, chuẩn bị. Đá, cân luôn, đi qua. Phải nói là cái pha đó là lúc mà anh quay anh phải không giấu cái cảm xúc luôn mà. Anh hên, anh hên. Mấy pha đấy bắn sạc vô. Mà rõ ràng nha, anh tưởng tượng á, anh thấy cái chân nhả rõ ràng nó canh bên này sút nè. Mà sao nó sút lái qua bên kia. Thì đó, nó phải gọi là biết chơi. Ờ, ghê chưa. Rồi tiếp đây em có còn nữa. Ghê chưa, tiếp tục. Trời ơi, trời ơi, vừa chậm lại. Qua ba người luôn chứ bộ. Em mới hát cái gì đó, thằng kia đá chân nhả. Không, lúc này nhả qua ba người luôn. Đó, chút quá đẹp. Ờ, canh bên này bên kia đúng không anh? Ôi dân. Sút muốn bể xe luôn anh không? Nhả nhớ của chúng ta đã ghi bàn thắng đầu tiên. Xe ai, xe ai, xe ai, xe ai, xe ai, xe ai, xe thành láp. Khoan, hình như hồi nãy anh thấy có động tĩnh vừa bên đại ca bên kia nè. Nhả nhớ của chúng ta đã ghi bàn thắng đầu tiên. Mày đang nghiêm túc lại coi, đá gì mà để lọt lưới vậy? Đâu có cái lưới nào đúng không? Lúc đó đại ca bệnh nóng dữ lắm rồi. Nói hầm trong lòng vậy nè. Bày đá gì? Ra hết đi tao vô cho. Ừ, cứ tụi mày vô nè, cho mày vô nè. Mày cứ mày ơi. Mày rồi. Tiếp tục nha các bạn. Ê, khoan, khoan. Khoan đi đá gà. Cưng, cưng, cái này người ta đá banh mà sao giống như cưng chơi cò cò, nhảy cò. Cho đi biết cái đá gà mà gà bị xô lơ á, biết không? Anh biết cái kiểu mà đá báo banh một chân không? Biết. Thường thường ta đá hai chân là quá bình thường rồi phải không? Không mà khoan, cưng né né thành. Nó xuống rồi. Cái mai nó lớn rồi. Thường người ta đá banh. Được rồi, được rồi, không cần diễn tả, được rồi. Còn em đi. Đủ rồi. Cưng lầy lắm, trong cái trận đá banh này là cưng là người ăn va nhiều nhất. Mà hên xong bị thẻ vàng thẻ đỏ đó. Tiếp tục nè. Thằng kia muốn nói gì nói đi, làm gì muốn cờ cớp mà vậy. Cũng là người là sát khí nhiều nhất nè. Này mang sát khí nhiều nhất là không có đâu. Chưa, một hồi cưng tới với sát khí nhiều. Một chút nữa đi. Ờ, sao Biên ạ? Vô. Đó. Biên rồi. Kìa vô. Bồ tụi nó chơi xấu quá tụi bay ơi. Chơi đá vô nè, ba bốn ngón chân của tao gãy luôn rồi. Chị ba bốn ngón chân là nào? Ba bốn ngón chân vừa hả? Ba bốn trăm năm. 345. Chuyên gia người ta đá banh mạnh. Bốn. Không, anh kể với đứa nghe nè. Thực sự nha các bạn, lúc mà mình đang quay phim á thì trong cái quá trình này là cái khúc này là giống như cái cảnh hậu trường nè, lẽ ra mình không có muốn ghép vô đâu, nhưng mà thấy quả thực lúc đó đau thiệt, mình mới lại mình hỏi. Mà mình hỏi thì anh trả lời là nói chung là bâng quơ, lúc đó mình không quay kịp, không có lia camera kịp, cho nên lúc đó bắt cũng không có chính xác. À, nó bị người ta đá, mà mới có bị đá không? Thì nãy đánh phu. À cái cảnh từ nãy từ cái lúc trước hả? Tới bây giờ còn đau luôn. Trời ơi trời. Vậy là tính ra anh bắt như vậy là bắt đúng đúng không? Đâu bắt sai đâu. Cái này anh và nè. Hay là chưa bị phạt thẻ đó nha. Tiếp tục. Nè, khúc này cái tim đã muốn coi anh. Ừ, anh đi. Đó. Đó, 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 đó. Wow, hay quá nhà ơi. Trời ơi. Không, nhưng không thành thôi. Qua bắn mấy người luôn. Cho bố. Mày. Hay quá. Mày à. Kiểu như cảnh được banh cái là mày. Bây giờ chưa chạm được banh hiểu không? Lâu lâu chạm được cái. Mày. Lâu lâu chạm được cái banh mà đúng không kìa? Đúng rồi. Chúng ta đã lựa chọn quyết định sáng suốt đó là phá banh ra bên nha các bạn. Vâng, có vẻ những năm đối với bốn không là vấn đề về số lượng nha các bạn, quan trọng là thể lực và kỹ thuật. Wow, thật kể của chúng ta chọn phương pháp phá banh thôi. Mẹ thì về làm thủ môn, tại sao anh cứ phá banh vậy hoài anh thân? Thật kể. À, không, cái này đúng nè, cái này bị bắt đúng nè, đúng không? Đúng rồi chứ. Nhưng mà cưng thông cảm anh, lúc đó là anh chưa chuẩn bị thẻ vàng thẻ đỏ đúng không? Cho nên không biết lấy gì thẻ móc cho nên nhắc nhở thôi, ráng cố gắng đồng viên thôi. Rồi có mạnh nhã kìa. Nói người.
ơi, thằng Thuận ra để tao vô. Hồi nãy tức tức đúng không? Đúng rồi. Hồi nãy nói là nó không có vô, bây giờ nó vô kìa. Chuẩn bị có cái này hay không? Tiếp tục nè. Mà cái tướng đứng sao giống Giang đứng bến tre quá ha. Anh ơi, lúc đó cứ đứng ngoài cân cày đâu. Cày đó mà ngu. Muốn nhào vô liền đúng không? Rồi. Nhưng mà anh đâu có cho, đạo diễn không cho là không được vô nha các anh. Phải không? Đạo diễn còn đứng ngoài đây mà. Tiếp tục. Đó, đó. Rồi, tính bò vô rồi. Bây giờ chung lắm vô. Trời ơi, không, tính ra trình banh hay đó. Tất cả tấn công lên. Wow, không vào. Đá kỳ vậy. Đá kỳ thật. Khoan từ từ, cái pha sút đó là để phân tính nha. Hai góc. Sao em có tình cho nó chụp được đó. Không mà hỏi thêm nha, hồi nãy cưng có thù hành gì với cái thằng thủ môn đâu mà sao banh hai bên trống quá không sút mà sút thằng thủ môn. Mình cười. Có rồi, có rồi. Chắc biết sao hồi nãy thằng kia nó dịnh banh á, nó qua dịch cho banh nó nhớ không? Thằng thủ môn đó chứ ai. Nó láo lắm. Đừng có láo lắm. Đứng đâu? Trời đất ơi, thật ghẻ của chúng ta một trái banh rất là tuyệt vời, nhưng thật ghẻ đã bỏ qua được một cơ hội khá là tuyệt vời đến từ trái banh hồi nãy. Nhưng mà không sao, có vẻ như anh ấy đã thấm mệt rồi các bạn. Rồi xong, xong. Ê đảng Hoàng. Khúc này nè, khúc này để nói nghe nè. Anh thắc mắc cái đôi mình nha. Quang, đúng rồi. Cái này tại thủ môn đó. Coi cô lại, coi lại. Từ từ. Coi lại, khúc này nè. Đặng nè, đặng mới ghê nè. Đang thủ môn mà bay lên. Yêu, ghi lột hai vòng luôn. Coi nè. Rồi xong, xong. Đó, đập nhập cái sút ra chưa hả? Tại nãy nó không vô mà nó vô lên luôn. Là sao đâu? Là nãy đầu tiên là nó không vô mà giờ nó vô á. Là cưng không thích hả? Ghét. Ghét là chơi vậy đúng không? Đúng rồi. Trong lòng Đảng đang nói mấy nhiêu. Quay ra bằng kiểu gì để dễ chứ mặt tao. Cái đảo lên. Quay lên luôn, thủ môn lên luôn các bạn. Tiếp tục. Còn thủ môn làm gì nha? Wow, thủ môn lên luôn các bạn. Chơi ai thủ môn vậy? Chơi vậy? Để nói nghe nào. Lúc đó nó sút cho trái banh mà thấy mấy đứa đá banh anh cũng ngứa chân lắm chứ bông. Mà đầu tới chân nhưng mà không được chạm banh nha các bạn. Tiếp tục nè. Ê. Bắt đầu à, coi khúc này coi ghẻ dẫn banh đi không, chúng ta cùng chờ xem nha. Ghê. Trời. Hết banh rồi. Trời ơi. Ở bên kia đá cũng chắc quá ha. Trời ơi, chụp như kỳ đắng. Thủ môn ba không kỳ quá. Thủ môn anh em là tiền chiêu nhường trận đầu, thắng trận sau. Có nhường luôn. Có nhường vô một trái chứ muốn. Đúng rồi. Đúng rồi. Lúc đầu á nó chưa có tinh thần thôi, lúc sau mình nó đá vô á bay đúng đẹp luôn. Thế chị là chị ngang đó. Ủa sao? Đó phát cứ nói cứ đừng cứ cười ngay. 1 2. Nói nên thật. Tại nó thấy chị nào chạy ngang qua nó không mất tập trung á cô. Bà chạy qua đi điên mất tiền chị đó. Như vậy là trận đấu của chúng ta đã mang tỷ số hòa nha các bạn. Có vẻ như đội tuyển của Bò Sống Mồ Côi đá rất là hay, tuy nhiên về thể lực không thể nào thay thế bằng được đội của Chợ Búa các bạn, do đội Chợ Búa khá là đông người và thay người thường xuyên nha các bạn. Trận đấu tiếp tục nha các bạn. Suốt cho nó đi lượm chớ mệt chút đi. Ê ghẻ, chơi gì kỳ ghẻ. Đi lên. Ơi chơi gì mà chơi. Đây nè. Có chiến thuật như vậy. Đâu rồi. Cho nó đi lượm chó mệt chứ đi. Trời ơi. Anh Phú mấy giờ anh nhẹ con rồi đó. Không phải đâu. Sao hôm nay giờ anh chạy cũng thấy dí banh nhiều quá. Không chạy banh mệt rồi. Ví dụ chiến thuật là sút banh cho đi lượm. Được á, tính nhỏ nhỏ mà đầu óc cũng minh mẫn ha. Rồi. Lẽ ra là trái nó không vô đâu. Cứ nghĩ sao người ta xuống bên này cứ bay qua này cứ chụp vậy. Tại thấy nó đã... Chắc cháu phải đâu, tại thấy chị nào đang đi ngang bên này. Hồi nãy thấy chị nào đi ngang bên kia. Không. Đó gì nữa. Em thấy con chó nhà em nó đi ngang đó đó. Em thấy nhìn vậy rồi. Tại thành con chó nó ngon quá nên tao nhìn đó. À thì là nhìn chó nó đúng không? Đúng rồi. Trời ơi, muốn đi trên đi ngang cũng nhìn nữa. Vậy kỳ quá. Thời gian của chúng ta chỉ còn vài phút cuối cùng thôi nha các bạn.
rồi. Nhà lúc đó không nhà. Thực chất mà nói nha các bạn, lúc này là nhà phải nói là chơi mệt thiệt đó, đúng không nhà? Đúng rồi. Anh thấy cần thở quá, cho thở anh mới dừng lại, cũng đó anh quay. Mệt lắm. Thấy nha, nhà lúc này mặt đỏ bừng đúng không? Đúng rồi. Vừa tức nè, mà vừa nóng nè. Nóng là gì? Trời nắng quá nóng chứ không phải là nóng cái gì ấy không? Đúng rồi. Mà mệt thiệt đó. Đợi tụi nó hại liên tục, tụi mình mệt quá không lấy sức tụi nó rồi. Đá nhanh thắng nhanh đi, chứ không là tụi mình mất sân thiệt đó. Lúc đó lòng mất sân luôn mà đá kì gà. Đá gì mà chạy trốn sao 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 banh mà không có dí được chế banh, không được thì chế banh luôn. Phá banh cơ mà. Phá banh cơ mà. Tiếp tục. Phải chi giờ này có đại ca ở đây. Thôi thôi, xin nghĩ đại ca. Có đại ca đây đá. Vậy. Có đại ca đây còn đá dở mình. Thời gian của chúng ta chỉ còn trong ít phút. Liệu đội sống mồ côi có gỡ lại được một trận thắng ngửa hòa hoặc để thua bằng chợ búa hay không? Chúng ta cùng chờ xem kết quả. Trận thi đấu tiếp tục, bắt đầu bắt xe đi. Thời gian đang dần rút ngắn. Có vẻ như bằng chợ búa của chúng ta sức lực vẫn còn rất là sung sức nha các bạn. Tiểu rồi, sắp hết thời gian rồi, sao giờ tôi bay? Thả bạch đi, thôi anh tiếp đi. Không, lúc này là trả lời chung. Thả bạch tiếp, mình sẽ thắng. Tại sao? Bên kia đi nhặt bánh hồi nó mệt. Nhưng dở chính họ nó cưng không áp dụng về sau này. Tiêu ơi, Tiêu ơi, Tiêu đây. Wow. Bên đôi chợ búa nha, chợ búa ghi bàn nha. Phải sói nghe nè, sói lô ra. Tỷ số là 3-1 nha các bạn. Tụi nó đông người hơn, tất nhiên là tụi nó sẽ có sức hơn mình rồi. Tụi nó y đông hiếp yếu nữa rồi. Chúng ta chỉ còn vài phút cuối nha các bạn. Liệu băng mồ côi có giành được chiến thắng hay không? Chúng ta cùng chờ xem kết quả. Thật không đáng rồi. Anh Vũ, dừng lại Vũ. Sao? Được chưa? Như gì? Rồi, bắt đây luôn. Nhớ cái cảnh này. Đây, hôm nay nào. Bắt đầu nha. Quá trời dép tổ ong gì đâu mà thằng thì đi tranh không, thằng thì dép tổ ong, thằng thì dép trời ơi. Có anh đứa nào có dép tổ ong hoài hả? Ủa thằng lát à. Anh bình tĩnh. Sao dép màu trắng giống thật chưa hả? Đúng chưa hả? Đó. Thấy chưa? Thật má. Tôi lại khung này coi về vậy mới không. Chúng ta cùng chờ xem kết quả. Trời ơi. Cưng không biết chứ cái đôi dép của cưng nó làm nên huyền thoại thành lát đó. Khoan đúng rồi. Em nhớ là cái cảnh này mình phải quay lại cái chục lần á. Đúng rồi. Tại vì biết sao không? Lúc đạp bên đây, lúc đạp bên kia. Lúc thì đạp bên này, lúc thì đạp bên này. Mà anh kêu đạp chân bên này đi, nó lấy cái chân kia đạp. Anh kêu đạp chân bên kia đi, nó lấy chân này đạp. Mà có cái khúc mà anh cứ thể tới bắt đầu đạp một cái băng nữa. Mấy lần luôn. Em thắc mắc này là đúng. Sao? Sao đôi dép nó nhỏ chứ? Dép con thật á. Anh nhìn lâu kìa. Dư cái gót cả khúc luôn. Cũng thật rồi. Rồi kiểu như thành mang lộ đôi dép của em đó chứ gì đó. Sao đôi dép của em lại mua cho em đôi dép mới đó. Rồi, tiếp tục nào. Trời ơi coi kìa. Ê, khoan cái độ hình lúc đó hình như là ồ cưng kiếm đâu ra một nhà đại ca có lý quá vậy. Không, dành gì ta? Diễn viên quần chúng. Có thằng nhái kìa đó. Ra đây bây giờ lúc này có thằng nhái nha. Bạn của thằng nhái đó ngu. Bạn của thằng nhái đúng không? Đúng rồi, em đi kêu cứu người này nè. Nhái của trơn nè. Trên lùi đúng rồi. Anh muốn bắt cái con ra đem diễn lại. Không mà sao mà nhìn thằng phía bên tay trái của tay phải của thằng lát kiểu như là cái mắt nó hơi bị lé ta. Đúng không? Còn cô kia thì tướng trời ơi nhỏ con mình đứng sừng sừng quá ha. Trời luôn. Tôi sẽ đến ngay. Đại ca gì rồi tụi bay? Vì chúng ta là đại anh em tôi. Chú cha đại ca đã về. Câu đó người nói chú cha đại ca đã về. Tính ra cái lúc đó là cưng lầy ở nhà. Kịch bản không có cái từ đó. Khoan nhìn kỹ mấy đứa ơi. Đáng nhớ. Đại ca về không ta ngồi tính lên. Sao cưng ngồi rất kỳ hả? Đại ca về mà cưng ngồi đó. Trời ơi nó chịu. Tại đây ca cho ông này ăn ít quá nên nó giận, đây ca nó không lời mừng á. Đúng rồi. Cái khúc mà mấy anh em đang đá anh Phú cho ông Thành vô, anh em đang suy nghĩ trong đầu này nè. Anh Phú cho vô chi thảm hơn nữa.
À hèn chi, cái mặt rất cười cười á. Đó, đúng rồi, hay đó. Tiếp tục nè. Sự thật là vậy bà Thành. Hồi vô cưng cũng nhảy cẩn. Không, nhưng mà được cái thể hiện tinh thần đồng đội rất là cao. Đúng rồi, đúng. Coi đây. Coi nè. Tình anh em ta đi đến khắp muôn nơi để tìm được anh hào quang. Dù gặp bao trong gai khó khăn vẫn không nặng. Nghe đi chợ nhé. Khoan khoan, nó mới đứng nghe nè. Mới đứng biết sao mà trái banh nó cứ đi lạc lạc không? Còn Thành đây mất kính đèn nó không thấy đường. Không thấy đường. Không thấy đường cho nên trái banh kiểu như khèo trái banh vô chứ để giờ lạc quá. Mắt em phải liếc vô nè. Anh liếc liếc. Áo đỏ sợ đi chắc đường đáy nhìn đó tụi mày. Nè nè, cúng này mới kịch tính là vô nút. Sao tụi bay lại ở sân này? Có chuyện gì vậy? Tụi em tính lại lấy sân mà tụi nó đông quá đi ca ơi. Trời ơi, tưởng chuyện gì? Nhất trước đi, tao xin lỗi tụi bay vì tao đi, tao không báo. Chuyện đó nói sau đi đại ca. Sửa buồn này trước đi đại ca. Lấy lại cái sân đi rồi mấy anh em mình nói chuyện. Tình hình trận đấu như thế nào? Kể tao nghe coi. Ghê. Tinh thần của một đại ca. Nói anh em. Không, không thấy. Thần thái của một đại ca. Tinh thần thương gió. Này, tình hình như thế nào? Mày gì là tôi nghe xem nào. Đại ca, chúng ta đi qua trái rồi. Đại ca vô, nó quen một em thả lắm. Đại ca, thôi tụi bay nghỉ luôn đi, giao danh đi. Lúc đó biết giờ mình nhìn thêm cái khay cảnh đó ha. Để đúng cho Thành nói. Thôi tụi bay đang nghỉ luôn đi, chứ giờ thua ba trái thì sao gỡ. Đá chỉ còn vài phút nữa là kết thúc trận đấu rồi đại ca. Nhưng mà đội nó đang ghét của mình này. Sao vô vô này, vô gì? Đá quà nó giọng gì vậy? Quà, khoan quà, hồi nãy nói cưng chú cha đại ca lại về, bây giờ cưng ngồi vậy quà. Thì nó nói rồi đại ca vô, em đang nghe còn thảm hơn nữa mà. À kiểu như là buồn lúc đó suy nghĩ ra đúng không? Đúng rồi, mấy anh em đang suy nghĩ vậy nè. Cho mày vô đá được mày. Cho nó vô đá đá coi nào, mình bị vô đi 4 trái hay là 5 trái gì nữa không bay. Thôi phải gọi đại ca rồi nè. Vậy đó đúng, suy nghĩ vậy đó. Tao đá không được mà tao chơi bẩn được. Nè cho mày coi nè. Tụi mày coi chơi bẩn này nha. Coi lấy chơi bẩn sao? Sao đó mới ghê. Bắt đầu. Đá chỉ còn vài phút nữa là kết thúc trận đấu rồi đại ca. Nhưng mà đội nó đang ghét đội mình hai trái rồi đại ca. Em đá nãy giờ mệt quá không có người thay, cho nên không có sức đá lại tụi nó. Trời, tưởng chuyện gì? Cậu ơi, rào sơ. Tình thế có vẻ thay đổi rồi đại ca. Bên kia sợ rồi ha. Đúng rồi. Thằng kia nó lên xe nó đạp luôn rồi. Chịu kiểu như là về bên ơi, quá bên kia đông rồi. Trời, ghê thẳng. Cô anh, cô anh. Làm lại. Giống lại. Ê, tính ra hàng lính của cưng dưỡng ha. Cũng không biết là dạng như là để thấy đại ca cái gì đâu, muốn thể hiện cho đại ca mình thêm một chút gọi là năng lực, hiểu không? Chị một ra thì xảo lên luôn. Khúc đó Thành ấy nè. Tụi bay chụp được cho mèo, không chụp được áo là hồi hai đây. Chơi lướt. Ra là cho anh cơm hộp thôi chứ không có được anh cơm sườn đâu không? Hên sao hai nó chụp được áo còn mừng nghe nó cười kìa, thấy không? Cười té tét tao kìa. Đại vui, đại ca đang khen. Trong lòng Thành ấy nè. Được đó. Được á, tốt quá. Đại ca thử cho thêm cục sườn đó. Sườn còn xương không á. Tiếp tục. Sao lâu quá không gặp, chú mày khỏe không? Tao vẫn khỏe như trong. Cảm ơn mày hỏi thăm. Ấy dạ mày đi ý, em có cái sẹo này hồi nãy muốn hay luôn luôn. Coi đi coi kìa, đúng rồi. Mày vẫn trẻ trâu như xưa chứ gì. Tụi đàn em của mày đến đây phá đám đó, giờ mày tính sao? Mày nói phá đám thì sao? Tự nhiên tụi nó đến đây kiếm chuyện, đòi đá banh lấy lại sân. Giờ mày tính sao? Thì theo quy tắc cũ thôi, đã thắng thì giành sân lại thôi. Đội tao đang gác đội mày hai trái đó, mày tính sao thì tính nha. Tao thắng thì cái sân này vẫn là của tụi tao. Ok, vào sân, đội tao thì đủ người, sẵn sàng chơi với tụi bay tới cùng. Khoan, khoan, Thành nhái kìa mặt. Coi Thành nhái kìa. Tao đi nhé, em đen kênh rồi tôi nói không phú. Kênh gì mà kênh dữ ấy, trời ơi, bên kia nó đã rót rồi. Nó muốn lên xe nó về luôn mà cứ làm gì không khác không đá được luôn á. Phim thôi mà nha. Căng vậy, trời ơi. Phim công diễn cho nhập tâm xíu mới được chứ. Chúng mày
Có vẻ tình thế của trận đấu của chúng ta đã thay đổi rồi các bạn. Đội của xóm mồ côi có vẻ như đã được tăng cường thêm nhân lực cũng như nghề thể lực cũng khác. Đâu nhẹ nhẹ. Ủa đâu phải ghẻ. Không phải hai thằng mặc giáp giống nhau. Ở đây mặc giáp giống nhau, một bộ đồ giống nhau nữa. Ăn của bạn của Thành Nhái vậy nè. Bạn của Thành Nhái, đúng mày. Á là vượt trội so với bạn của Trà Búa. Thì tình thế này có thay đổi được. Ôi ôi kỹ năng giữ banh trên chân của Thành Nhái kìa mấy đứa con nè. Thắng thua trong trận thi đấu hôm nay chưa? Cùng chờ xem nha. Chân gì nè. Cái này là cứ biết sao không? Nó cái chân nó đang dính sần cái gì cho nên cái bánh nó dính vô chứ cái chân nó tại cái bánh nó mềm quá à cho nên cưng cấp được đúng không? Đúng rồi, hèn chi thấy cái bánh cưng đưa đưa quá trời luôn. Cái bánh cứng làm gì được vậy? À, cái mặt của nhà ngáo kiểu như phởn vậy. Ta đây có đồng đội đây không vậy, đây bắt đầu bên báo của mặt nó là vuốt cầm rồi nghe thấy không? Không có gâu mà rút hoài. Sao không có gâu mà rút hoài đó thôi đó em. Ủa sao ngày làm ghê với người ta sao mình làm không được? nói là sao nhìn lên quà tóc nhìn nói thiệt tình mấy đứa nha, nhìn quà chán đời quá. Quà đang nói là sao mày làm hay với mày. Phút cuối cùng, ba phút cuối cùng bắt đầu. Đội chủ bố vẫn đang gác hai trái rồi. Trước đội một coi nha các bạn. Cái này là đá thật tình nha các bạn. Hiện tại có số lượng cầu thủ trên sân đã được tăng cường nha các bạn. Mỗi bên là 70. Rồi khoan. Nãy giờ mấy đứa có thấy Thành lắc đá không? Như Hòa Thượng nói luôn, vô sân càng thảm bại hơn. Chết chạy luôn rồi chứ. Chạy, sẵn Thành quá chạy luôn rồi. Không, đại ca bên kia gặp Thành sơ hả? Thấy Thành hết mà Thành vô sân được cái gì biết không? Chơi bận. Chơi bận cho nên bên kia sơ. Được không? Vô. Ủa sao khúc này mất tiếng ta? Wow, có vẻ như nhiều cầu thủ quá rối chân các bạn. Trời ơi, chúng ta chỉ cần 3 phút. Chị nhớ 3 phút cuối cùng. Yeah. Hay quá. Đó, khúc này nè. Khúc này nè, thật tình mà nói luôn. Không có bẩn đâu, tại tem bạn thôi. Cái này là chơi thật tình luôn. Cái này là hai bên đá banh là không có kịch bản nha các bạn. Hai bên đá thật tình. Kìa, quay lại kinh nữa kìa. Đó, quay lại kinh nữa. Bát của Thành Nhái. Thành Nhái tính ra là có những người bát đó phải nói là cực kỳ dễ thương luôn. Đúng hảo hán. Đá không được nhưng vô phá chân mấy người kia. Đúng rồi, rất là hảo bạn luôn. Vô phá chân không? Đá không được gì hết. Bên kia mới vô quất cái nằm đóng luôn. Rồi. Các bạn sao tính bỏ làm tỏ tình gì mà nó giờ bị gạt chân ngay lần nữa. Đặng xin làm phát. Rồi tới của làm phát. Cần tiếp nữa tiếp đi. Nó chơi xấu cái thằng tài. Yếu thì đừng mày đặt cái gió. Về sân mày. Chuẩn. Không, cái câu đó là anh phải kết luôn, quá chuẩn. Trời đất ơi. Thành ơi, Thành anh hỏi nè. Sao mà khung thành nó không thành mình mà sao cưng dắt bóng về khung thành mình, khung thành rồi bạn không thấy dắt lên. Em đủ cũng nói chơi, lấy chơi bẩn mà. Thành nói vậy nè. Đắng nó khịa tao hoài, kiểu này tao phải trả thù nó mới được. Dở chuyện thành cái suốt vô. Hồi mà nói là nó không suốt, anh Phúc nó suốt lại. Không có ai xử rồi đó. À đúng rồi, có phải suốt thục nè. Tự nhiên khung thành người ta không dẫn banh lên mà dẫn banh về khung thành mình. Lúc đó có cây cố cho Đặng không? Không, anh cố ai, nhưng mà anh thấy không, em dẫn banh không có nào dấp vô hết trơn anh Phúc. Đúng rồi, cưng chơi bệnh quá mà. Có chạy dấp vô kìa. Thế anh dẫn banh về, ngay lâu bộ về luôn anh. Thành lát nhẹ quá, đâu bên kia đi mô về luôn rồi bạn, đi về luôn. Một phút đã trôi qua. Ủa, quá nhiều vậy. Dạ, mày kiếm đâu vậy? Quá hay. Cơm năm mình có thể. Cơm năm luôn, quá hay, một tràng khó tay. Tỷ số đang được rút ngắn nha các bạn. Xin chúc mừng nhà ngáo đi banh khá là tuyệt vời, vượt qua nguyên một dàn hậu vệ cực kỳ kinh khủng. Ráng đi tụi bay, còn mấy phút cuối à, mình đang gác tụi đó mà. Để tiếp tục. Mình còn cơ hội, còn thở để con gỡ nha. Hết thở nổi luôn nè, hồi hết thở nổi. Tính đi gần nữa nè. Từ từ. Dễ. Quà lúc này chơi xấu dữ quá. Đó, quà quà, ra nè. Lại. Coi kìa, quà nó sút vô thằng áo xanh cái này nha. Coi kể lại nha, mấy đứa coi kể lại nha. Từ từ nha. Đó, trời đất ơi, quyết mạch trên vô người ta luôn. Trời nè, em chơi bẩn vậy luôn, em chơi rồi. Thế chơi bẩn mày học hỏi theo á, Phú. Ê, có nha. Ông cưng cái pha đó cưng làm gì mà cưng đưa trên cao dữ vậy?
người ta đá banh á phải lực mạnh á, phải để cái chân cao cao lên sút xuống kéo lên sút lên đúng sút xuống em tính là một cú hai lại luôn điểm hai chút hả em móc lại đá cái chân lên móc lại thấy kìa nó ôm bụng rồi này nha coi nè đó ôm bụng rồi đây thấy chưa rồi thấy không nó làm gì anh lừa đi ôm bụng cưng đó trời ơi chơi ở mà sao bây giờ mới thấy nè đâu người ta đá bụng gì đang đá bên trong bụng đúng rồi đang đá tao gì đang đá tao gì đang đá tao đó là đang đá tự nhiên nói chơi người ta đá bụng rồi nè cái vậy đó lúc cái nó ôm bụng như đó chứ em không có ý đâu lộ em không có làm đâu đưa tay đi kêu đi à rồi kêu bị lọt hẳn đúng không thằng điếc của ta thằng điếc của chúng ta đã ghi được ổ nào á khoan quen anh tua lại cái nên bút còn nữa cho công hoài thăm hậu á chị anh tôi rồi sao kỳ ta lúc đó mình cũng chơi không hợp lay lắm ta rồi đồng thú lúc đó nó đau bụng dữ lắm rồi hỏi mấy ngày cái con chứ nằm ngủ cái nè anh tôi lại đi anh thú đâu đó ôi trời ổ chén nào hả à đâu bên kia hả nào ngủ không ra quà quà hay cô kia hả cô mập à, cô mập hả trời ơi tưởng quà chứ chơi lầy nó nằm ngủ trên xanh người ta luôn chứ không ra đó nè quay đá mà tao chán quá tao nằm tao ngủ luôn rồi tao nên nó ngủ luôn rồi còn nghe mấy xăm kia nó nằm ngoài của ta anh nhớ cái trái rồi đây là tội nghiệp cái cô kia kìa lúc đó nó không để ý luôn trời lúc đó nó đau bụng quá rồi anh em không đưa nó vô suốt ngày chơi gì được hả cái đó gọi là nội công thâm thủ á rồi tiếp tục nha tiếp tục chúng ta đã ghi được một bàn thắng thành gì thành gì thành nhảy hả vâng xin chúc mừng thành nhảy tiếp tục ê thằng kia nó lại làm cái chiêu gì mà thằng áo xanh đứng được luôn rồi kìa nghe thôi thôi làm lại coi cái khúc này sao này khúc này nè thanh gì thanh nhái hả vâng xin chúc mừng đây đó kìa em nghĩ đi làm gì rồi làm gì bán tâm lý rồi bạn ờ nó kêu bây giờ mày đứng dậy hồn nhi tao quánh mày luôn chứ mà đừng có đá banh sợ quá nó dậy đúng không ai mới kêu bây giờ đứng dậy đi tôi nhường cho con trái đứng dậy nè tụi bay khúc này nè nói là né đại ca tao ra không đại ca tao chơi bẩn gắn chịu suốt ngày cứng coi nè cái tôi đó đứng dậy được đấy kìa ông sao đứng dậy được rồi kìa em nói anh rồi thằng đó đau bụng mà nó kêu đang đứng gồng nó hay quà đúng rồi nó gồng dữ lắm rồi tỷ số đang là 3-0 đấy nha các bạn thấy không anh thấy nó dễ bằng gì rồi em chơi xấu tiếp tục trời ơi quà này có banh không nó chơi xấu mà phu cố lên cố lên nè anh ba hai người cố lên má ơi quá lộ cao chân hay quá hay quá thành nhảy hay quá thành ơi thành đi banh rất giỏi nha các bạn không này nè rồi xong luôn cái gì nhái hút vô người ta nằm anh già hay vậy ôi em giả chơi giả luôn anh giả ơi bồ mình đó nhờ bạn của thành nhái tới mới cứu được bồ mình đó pha đó mày giả bộ mình lăn vài cái anh phút lại phạt nó liền nãy đây nằm nghỉ mệt mà bởi anh chạy lại hỏi thành nhái có sao mà thấy mặt nó tươi như hoa luôn thấy không mày tươi là được chứ phạt rồi tự nhiên thấy cười quá thôi cho qua luôn rồi nhà ngáo cởi áo rồi nha một người hả ê thật bắn kìa khoan bắn vô lại sao có vụ gì cưng tôi lại coi thành luôn rồi ra tổng tay xung quanh thành luôn kìa trời ơi thành ơi làm mất mặt đại ca quá thành ơi cái đó bạn bộ đồ xanh mà còn dắt cái kiến ra thì mà xanh nữa chứ trời đất ơi thành đâu lại dành ra anh đứng nhìn đấy thành kiểu biết gì không thành nói nè nhầm ba mấy trái banh không thành đúng đâu đàn em tao cân hết đàn em tao cân hết tính ra là thấy thành giống trọng tài hay là anh giống trọng tài đúng không đúng rồi đứng quanh sát banh không à nè đứng nhìn nhau nè thành ơi nay bị thật ghẻ kiểu quá anh thành ơi coi tiếp này nha không mày cắn nè dở luôn thật bắn nè chút wow quá hay ghẻ ơi ê tính ra là làm cái gì ta gọi là gì ta cái cọc trên hàng tiền đạo hả cái này gọi là cà ớt nè thôi đứng ở trên đó ôi cà ớt đúng không cái này không có huấn luyện viên gì làm sao chạy tùm lum hết trơn ta đội ngũ không ở đây là chơi luật rừng mà không hay quá như vậy là trận đấu của chúng ta cũng có hồi kết rồi nha các bạn
cùng đã giành chiến thắng sau trận chung cuộc và chung kết. Bây giờ tụi anh quýt khỏi sân của tao được chưa? Đồ. Ê, nãy giờ đứng qua sát anh được không? Anh em mình đã mệt lắm. Còn nó chỉ đứng im thôi, ngồi cái vô là ngầu nói ngầu xíu. Ủa sao nó đại ca gì không được rồi, đại ca mà để cho mấy anh em đá không, đại ca đứng nhìn. Đại ca đá dở. Đá vô mấy trái ghẻ nè. Ủa phải không ta? Không ghẻ nè, nhã nè. Ghẻ nhã. Thanh nè, rồi nhã tiếp. Nhã tiếp nè. Là có mấy anh em lập công rồi. Anh chị em coi em vô. Mày có đá vô không? Ê, ta dễ chuyên đàng hoàng. Quà thức như tao kiến tạo. Tao đá ra ngoài sân rồi các kiểu rồi ha. Đúng rồi, con nhớ cái khúc mà. Thôi được rồi em ơi, tao không cần nói nữa. Đúng rồi, coi tiếp đi. Bạn nhớ cái khúc làm gạt tính bò mà anh chưa kịp quay gì á. Có. Cắm đầu luôn. Để nhớ vô bụi dai. Làm mấy dòng luôn. Vô bụi xíu mèo luôn. Có, lúc đó anh có quay nhưng mà khúc đó mình cắt cho anh, cho thành lát cho bệnh quá. Thành lát cho đẩy đại ca bên kia vô cái bụi bánh mèo. Quá trời, chưa không nổi đi ra đầu hàng luôn. Chửi quá trời chửi luôn các bạn. Mà chơi cái kiểu đóng phim mà cuối cùng cũng có cái phần là thật trong đó nha các bạn. Vậy nhưng mà mấy em mình chơi thật tình quá. Tiếp tục nè. Đó cởi áo luôn đó, lúc đó cởi áo nhịn gai đó nhớ không? Anh em đi, nhục quá. Ôi, nhẹ nhõm nè. Sao mà đại ca đi, mà đại ca không nói. Đại ca về, đại ca muốn mất tin cho em luôn. Đã sự em thì là sao đi, đại ca được mấy này là sao cũng thật hồi xưa. Nhỏ có tụi mất. Xạo, xạo nha. Xạo nha. Em nhìn lên cái mặt rồi đó. Trời. Sao Thành? Được chứ, cũng được chứ không phải là tệ đâu nha. Còn đâu ông ngồi đây. Khoan. Giùm lên xíu coi, Đặng đang làm gì Đặng? Tôi đang mệt lắm rồi. À mệt quá hả? Sao mà cưng thấy cái cưng Phan, chụp xuống mông đứng dưới đâu coi cho bạn xíu nào mà. Ừ. À, tao đứng tao canh banh vô. Ủa sao anh nói anh đi du học mà? Thằng nào ơi. Sao hả, anh đi du học bên Mỹ nha, mà bị thôi ở Tiền Giang. Cười. Thôi đại ca về là mừng lắm rồi tụi ơi. Vâng, thiệt tình nha Hoàng. Hồi xưa trước khi quay cái bộ phim mình kêu cưng cắt cái mái tóc đi. Cưng để cái mái tóc y chang như người rừng luôn. Hai chấp nhận được không? Nó theo phong cách của Mỹ nhưng mà Mỹ định đó Phúc. Mỹ định. Tiếp tục nè. Chị con nhờ lắm, từ từ tao sẽ kể cho tụi anh nghe. Không, sẽ khỏi giờ là của tụi mình rồi, đi về. Khoan. Đây, khoan, anh phân tích, tụi này anh phân tích. Cái banh bên đội của băng chợ búa. Đúng rồi. Mà sao mà cưng cầm? Không biết nữa. Rồi em biết sao luôn rồi đó. Trời thắng quá, bắt đầu trần trộn luôn, cái banh ra luôn. Quê quá đi về rồi chứ sao không? À kiểu như bên kia thua, quê quá đi về bỏ banh luôn đúng không? Dạ. Vô tình được trái banh lờ, xem trái banh lờ cái sân nữa. Ok. Hay đó. Hay á. Còn cần có cưng có tương lai, cưng cưng có tương lai tốt nhất đó. Ê, khoan, cái làm gì quá? Sao mày luôn? Trời ơi, con đứng đi nè, khoan, đừng nói nữa. Để giải thích cho. Không giải thích. Cái đó là thôi, được rồi. Ủa, anh mừng kìa, anh mừng. Nghe là coi cái ghét anh mừng của Hòa Thương nè. Coi nè. Còn đứng ở Hòa Thương nhảy nha. Trời ơi, trời ơi. Sao có cái gì đâu vậy? Ý là cái đó là kết hợp với Satan. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Cái vô gì mà gãy lưng nữa kìa. Trời ơi. Trời, thắng được rồi còn gãy mông tùm lum nữa trời. Cái đó đang nằm trong miệng là. Rồi hết rồi. Thôi, giơ tay. Một siêu. Có thể nói đây là một siêu phẩm của mấy anh em mình nha các bạn. Đến đây thì mấy anh em mình cùng xin kết thúc video. Đừng quên để lại một like và nếu các bạn yêu thích series này thì hãy comment thật nhiều để mấy anh em mình làm nhiều cái series reaction những video tiếp theo này nha các bạn. Đồng thời đừng quên chứ ra phải quay kim cương và đi pha luôn quên tính chất lượng cho ghẻ nha. Quay cái gì nó không khăn ca nha các bạn. Mình và các em xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye mọi người. Bye.